Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin Daily News xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất ngày hôm nay. Bà Phương Hằng nghi ngờ thẻ nhà báo của Hàn Ni là giả mạo, quyết tâm truy đuổi đến cùng. Ôn ao giữa bà Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni mới đây lại khiến dân tình dậy sóng. Sáng ngày 26 tháng 11, cụ thể, nữ doanh nhân 50 tuổi cho rằng Hàn Ni đã làm giả thẻ nhà báo. Theo lý giải của Shell Đại Nam, không thể có chuyện bà Hàn Ni vừa là luật sư vừa là nhà báo. Như vậy là trái với quy định của pháp luật. Hội luật sư đã xác nhận Hani Ni là luật sư thành viên của hội. Vậy thì tôi đặt ra hai giả thuyết để chính thức dồn Hàn Ni phải thừa nhận một trong hai sự dối trá không thể chối cãi. Nếu chiếc thẻ này là thật thì Hani Ni vừa là luật sư vừa là nhà báo. Điều này trái với quy định của pháp luật. Nếu vậy thì ai là tổ chức nào? Cá nhân nào đi ngược lại luật pháp để mệnh dạng cấp phép cho Hani Ni hoạt động ở lĩnh vực báo chí? Một câu hỏi lớn thứ nhất bà Phương Hằng viết. Thứ hai, nếu chiếc thẻ này là giả thì Hani đang mạo danh nhà báo, mạo danh một lĩnh vực rất nhạy cảm, mạo danh một cơ quan ngôn luận quan trọng của nhà nước và quan trọng là mạo danh có tổ chức nhé quý vị. Vì sao? Bởi vì ai, tổ chức nào đã dám qua mặt cả pháp luật, ngồi sổm lên pháp luật để cấp chiếc thẻ này cho Hani, cá nhân nào, tổ chức nào đứng phía sau chiếc thẻ này? Nghi vấn của bà Phương Hằng đưa ra đã khiến dân tình dậy sóng. Hiện tại vẫn chưa rõ thực hư điều vợ ông Dũng lò vôi có chính xác hay không. Nhưng nhiều người đã đứng về phía bà Hằng để chỉ trích nhà báo Hà Ni. Dư luận vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ nữ nhà báo. Trước đó, nhà báo Hà Ni đã nộp đơn trình báo khẩn cấp và yêu cầu được bảo vệ khi Hằng liên tục đe dọa trên livestream. Tôi trình báo đến cơ quan công an và đề nghị cơ quan công an có biện pháp để bảo vệ tôi, đồng thời xử lý kịp thời những hành vi đe dọa giết người nguy cơ xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của tôi, người tới giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và bảo vệ gia đình tôi trong thời gian sắp tới. Bà Hằng tuyên bố Hà Ni sắp được tức bằng luật sư, coi chừng bị hóa táng lúc nào không hay. Bà Phương Hằng rất quả quyết với dự đoán của mình. Mới đây, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo thụ lý vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng khiếu nại luật sư, nhà báo Đặng Thị Hà Ni theo đó, đoàn đã chuyển các nội dung trong đơn khiếu nại của Sao cho hội đồng khen thưởng kỷ luật thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý. Trao đổi với báo chí sáng ngày 24 tháng 11, Ni cho biết giữa bà và bà Hằng không có quyền và nghĩa vụ liên quan trong hoạt động vụ luật sư. Bà cũng không cung cấp dịch vụ luật sư cho bà Hằng. Nếu bà Hằng cho rằng mình bị xúc phạm, thì có thể khiếu nại ra tòa dân sự hoặc thẩm quyền giải quyết là sở thông tin và truyền thông. Nếu cơ quan này xác định tôi có những phát ngôn không đúng với bà Hằng. Việc bà Hằng gửi đơn vào luật sư thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết là không đúng bởi nơi đây không có bất kỳ mối liên quan nào về hoạt động nghề nghiệp, luật sư giữa tôi và bà Hằng. Bông Hồng Thép làng báo nói. Sau đó, phía bà chủ Đại Nam cũng đăng tải lên Facebook những động thái đáp trả. Trong lúc tôi đang chờ đợi hao hức về những lá đơn nào hỏa tóc, nào là hỏa tiễn của Hà Ni Đức Hiển, thì không hiểu sao những văn bản giấy trắng mực đen thật hơn chữ thật. Này tôi cứ nhận tới tấp quý vị ơi. Bà Phương Hằng có đối thủ mới là đại gia đất Bình Dương, từng dạy dỗ Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Sau luật livestream bắt mẽ so của bà Nguyễn Phương Hằng, nhà sản xuất Dương Bình Dương là đại gia tiếp theo lên tiếng tố cáo nghệ sĩ làm việc thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao. Bà Phan Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Media, vẫn thường được gọi với cái tên thân quen Dương Bình Dương, nữ đại gia đất Bình Dương dẫn thân vào con đường sản xuất phim từ năm 2010. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã từng bị bà Dung điểm mặt về thái độ làm việc. Theo nhà sản xuất Dương Bình Dương, trước khi tham gia phim Ngốc ơi tuổi 17, Trúc Anh chỉ là diễn viên quần chúng chưa được ai biết đến. "Tôi là người phát hiện ra tài năng của Trúc Anh khi casting phim Ngốc ơi tuổi 17. Tôi nhận thấy được khả năng diễn xuất của em và nhận định sẽ là một nhân tố triển vọng trong nền điện ảnh Việt của tương lai. Vì vậy, tôi quyết định cho Trúc Anh vào vai chính mà không hề đắn đo gì", nhà sản xuất Dương Bình Dương chia sẻ. Thời điểm này, Trúc Anh có ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn với công ty cổ phần Media do nhà sản xuất Dương Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau khi thực hiện xong bộ phim Ngốc ơi tuổi 17 trong vòng 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết bất kỳ đơn vị nào thì phải thông qua công ty và được công ty đồng ý nếu làm sai thì phải chịu chế tài quy định. Sau khi hoàn thành Ngốc ơi tuổi 17, Trúc Anh tham gia mắt biết của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp sau phim Tôi một tuần. Trúc Anh không hề xin phép công ty quản lý. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến bộ phim Ngốc ơi tuổi 17. Dẫn đến thua lỗ hơn 22 tỷ đồng trong khi Victor Vũ là đạo diễn nổi tiếng. Phim của anh ấy được chú ý hơn phim tôi khi ra cùng thời điểm cũng là điều dễ hiểu. Theo cảm nhận của tôi, phim Ngốc ơi tuổi 17 không hề thua kém về nội dung, chất lượng so với mắt biết. Về sao Trúc Anh nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, PR nhưng cũng không thông báo với công ty. Gần nhất, Trúc Anh tiếp tục đóng phim Thiên thần hậu mệnh của Victor Vũ. Với những sai phạm hợp đồng nghiêm trọng của Trúc Anh, tôi khá buồn và sốc. Tôi có quyền khởi kiện và yêu cầu các phim có sự tham gia của Trúc Anh ngưng chiếu. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi không muốn giết chết một tài năng mới nổi tiếng, một đứa bé mới lớn. Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho Trúc Anh. Nhà sản xuất Dương Bình Dương nhận định diễn viên Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao và nhiều lần xem thường bà. Định điểm là tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 diễn ra tại Huế cách đây vài ngày. Trúc Anh đi chung với đoàn phim Ngốc ơi tuổi 17, trong đó có diễn viên Minh Khải và nhãn sản xuất Dương Bình Dương. Tại đây, nữ diễn viên đến trễ giờ, sự thảm đỏ hơn một tiếng đồng hồ. Ngoài ra, lúc lên nhận giải thưởng bông sen vàng cho phim Mắt Biết, Trúc Anh đã không kịp xin phép phía ekip Ngốc ơi tuổi 17. Điều này khiến nhà sản xuất Dương Bình Dương rất bức xúc và quyết định lên tiếng để nữ diễn viên trẻ thức tỉnh. Tôi đã lớn tuổi nhưng phải đứng chờ Trúc Anh hơn một tiếng đồng hồ. Một người trẻ mà bắt người già như tôi phải chờ đợi, trong khi tôi bị bệnh giãn tính mạch. Lúc lên nhận giải có thể Trúc Anh vui quá nên quên xin phép chúng tôi. Tuy nhiên, sau buổi trao giải, Trúc Anh cũng không đến gặp tôi, hỏi thăm hay có bất cứ thái độ nào. Chưa kể trong lúc đi thảm đỏ, Trúc Anh nhiều lần nhắc tôi rằng, cô ơi, chút cho con chụp ảnh một mình nhé. Lời nói của Trúc Anh như xua đổi tôi, tôi rất buồn về điều này và đã bật khóc. Đây không phải là lần đầu tiên nữ đại gia này lên tiếng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của các nghệ sĩ. Trước đó, bà dương từng lên tiếng dạy dỗ kiều minh tuấn lẫn các phượng